Cơ hội đầu tư hấp dẫn không thể bỏ lỡ năm 2024. Một tọa độ đắc địa để an cư lập nghiệp, đột phá kinh doanh tại Bắc Giang. Dự án đất nền quy hoạch phân lô tại phường Đại Phúc, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Khu đô thị Đại Phúc Tăng Tiến là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư thực thụ với diện tích phân lô từ 80 đến 115m2, phù hợp cho các loại hình kinh doanh, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ tiêu dùng. Với quy mô 7,68 hectare, hứa hẹn tiềm năng phát triển vượt trội cùng tốc độ tăng trưởng hàng đầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Vị trí đắc địa tiếp giáp quốc lộ 1A Hà Nội Lạng Sơn, cách trung tâm thành phố Bắc Giang 6 km và trung tâm thành phố Bắc Ninh 8 km, gần khu công nghiệp Vân Trung, Việt Hàn, Quang Châu, thuận tiện cho việc di chuyển và kinh doanh tất cả các ngành nghề. Tiếp giáp liền kề khu vực đông dân cư, bệnh xá, trường học, trung tâm thương mại. Lựa chọn ngay cơ hội duy nhất để thành công khi bắt tay với bất động sản Việt Yên Bắc Giang, giá bán hấp dẫn hơn 2 tỷ đồng. Cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ cùng các ưu thế đặc quyền. Đất nền đã có sổ đỏ, pháp lý minh bạch, bạn hoàn toàn yên tâm về quyền sở hữu và giao dịch. Liên hệ ngay số điện thoại 081-888-3868 hay kết nối ngay để được tư vấn miễn phí. Cơ hội đầu tư hấp dẫn không thể bỏ lỡ năm 2024. Một tọa độ đắc địa để an cư lập nghiệp, đột phá kinh doanh tại Bắc Giang. Dự án đất nền quy hoạch phân lô tại phường Đại Phúc, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Khu đô thị Đại Phúc Tăng Tiến là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư thực thụ với diện tích phân lô từ 80 đến 115m2, phù hợp cho các loại hình kinh doanh, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ tiêu dùng. Với quy mô 7,68 hectare, hứa hẹn tiềm năng phát triển vượt trội cùng tốc độ tăng trưởng hàng đầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Vị trí đắc địa tiếp giáp quốc lộ 1A Hà Nội Lạng Sơn, cách trung tâm thành phố Bắc Giang 6 km và trung tâm thành phố Bắc Ninh 8 km, gần khu công nghiệp Vân Trung, Việt Hàn, Quang Châu, thuận tiện cho việc di chuyển và kinh doanh tất cả các ngành nghề. Tiếp giáp liền kề khu vực đông dân cư, bệnh xá, trường học, trung tâm thương mại. Lựa chọn ngay cơ hội duy nhất để thành công khi bắt tay với bất động sản Việt Yên Bắc Giang, giá bán hấp dẫn hơn 2 tỷ đồng. Cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ cùng các ưu thế đặc quyền. Đất nền đã có sổ đỏ, pháp lý minh bạch, bạn hoàn toàn yên tâm về quyền sở hữu và giao dịch. Liên hệ ngay số điện thoại 081-888-3868 hay kết nối ngay để được tư vấn miễn phí. Cơ hội đầu tư hấp dẫn không thể bỏ lỡ năm 2024. Một tọa độ đắc địa để an cư lập nghiệp, đột phá kinh doanh tại Bắc Giang. Dự án đất nền quy hoạch phân lô tại phường Đại Phúc, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Khu đô thị Đại Phúc Tăng Tiến là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư thực thụ với diện tích phân lô từ 80 đến 115m2, phù hợp cho các loại hình kinh doanh, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ tiêu dùng. Với quy mô 7,68 hectare, hứa hẹn tiềm năng phát triển vượt trội cùng tốc độ tăng trưởng hàng đầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Vị trí đắc địa tiếp giáp quốc lộ 1A Hà Nội Lạng Sơn, cách trung tâm thành phố Bắc Giang 6 km và trung tâm thành phố Bắc Ninh 8 km, gần khu công nghiệp Vân Trung, Việt Hàn, Quang Châu, thuận tiện cho việc di chuyển và kinh doanh tất cả các ngành nghề. Tiếp giáp liền kề khu vực đông dân cư, bệnh xá, trường học, trung tâm thương mại. Lựa chọn ngay cơ hội duy nhất để thành công khi bắt tay với bất động sản Việt Yên Bắc Giang, giá bán hấp dẫn hơn 2 tỷ đồng. Cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ cùng các ưu thế đặc quyền. Đất nền đã có sổ đỏ, pháp lý minh bạch, bạn hoàn toàn yên tâm về quyền sở hữu và giao dịch. Liên hệ ngay số điện thoại 081-888-3868 hay kết nối ngay để được tư vấn miễn phí.